Quái sắc đẹp cho các bạn xem cái con Lamborghini mà mình mới mua. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Đấy, hôm nay thì có một cái tin vui gọi là rất chi là bất ngờ, rất là sung sướng các bạn này. Đấy, bây giờ mình không nói nhiều, mình sẽ cho các bạn xem cái tin vui gọi là cái tin cực hot. Đây, các bạn thấy. Đấy, hiện tại cái tài khoản của mình đã được một cái chủ tài khoản khác bạn vào từ tài khoản VIDB, bạn vào tài khoản của mình là hơn 40 tỷ đồng các bạn ạ. Đây các bạn, hơi chọi các bạn ạ. Đấy, thì để tí nữa mình sẽ chụp cái màn hình lại cái này sẽ cho các bạn xem. Không còn gì là sung sướng hơn, từ khi mình đọc được thấy cái tin nhắn này thì gọi là mình đã sốc suýt ngắt các bạn ạ. Đấy, đấy các bạn. Ôi trời ơi, thấy cái tài khoản nổi lên 40 tỷ đồng thì cuộc đời gọi là mình thăng hoa luôn. Má sốc nhiệt luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ dùng cái số tiền này rồi mình tí nữa mình đăng ngân hàng, mình sẽ rút cái số tiền này ra trực tiếp ngân hàng luôn nha các bạn. Vì cái ATM nó chỉ cho một ngày rút được bao nhiêu tiền đó thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ ra ngân hàng và rút toàn bộ cái số tiền này, mình sẽ đi mua một con xe. Đấy, 40 tỷ đồng này thì chắc chắn là mình sẽ mua được một cái xe. Mình gọi là cuộc đời mình chưa bao giờ mơ được. Đấy, mình mơ được một con xe gọi là Lamborghini. Bây giờ đã tài khoản đang còn 40 tỷ đồng thì mình sẽ ra tận ngân hàng để mình sẽ rút và mình sẽ mua con Lamborghini. Và hiện tại thì mình đang ở cái phòng trò. Bây giờ mình sẽ mua con xe và chạy về nhà luôn các bạn ạ. Mình sẽ bỏ hết việc luôn, mình sẽ chạy về nhà và ăn rồi chỉ để làm YouTube. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ mặc quần áo vào và đi chạy ra ngân hàng. Đấy, sau khoảng
hơn 2 tiếng đồng hồ thì mình đã đi ra ngân hàng và rút tiền, và bây giờ mình đã mua được một con xe Lamborghini các bạn. Bây giờ mình sẽ quay sắc nét cho các bạn xem cái con Lamborghini mà mình mới mua. Đấy các bạn, cận cảnh con xe Lamborghini mà mình mới mua 36 tỷ đấy các bạn. What? What the fuck? Đấy, mình sẽ quay sắc cho các bạn xem. Đấy, nhìn ok không các bạn? Đấy, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đấy, một con Lamborghini màu sạm bạc, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Không uổng cái số tiền mà mình bỏ ra đấy các bạn. Đấy, đây là phần mặt trước của chiếc Lamborghini. Nhìn rất là phê các bạn ơi. Đấy, nhãn hiệu logo của Lamborghini đây các bạn. Nhìn rất là phê. Đấy. Còn đây em Lamborghini sạm bạc rất là đẹp. Và sau khi mình mua một chiếc Lamborghini này thì mình được tặng thêm một con Lamborghini khác, đó là con Lamborghini màu cam này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Thì hai con Lamborghini này mình mua 36 tỷ tại Lotte. Lotte Max. Đấy. Đây, mình sẽ cho hai em nó lại gắn vào nhau. Nhìn thật là gọi là cực phê các bạn ạ. Đấy. Ok, đến đây thì các bạn cũng đã biết mình gọi là chửi mình là sao luôn. Đấy. Thì sao luôn cũng không sao. Đấy. Đây con Lamborghini mà mình thực hiện xong cái clip đi mua xe Lamborghini đấy các bạn. Đấy. Thì cái con các bạn đã thắc mắc thì con Lamborghini này thì mình mua gọi là 100 nghìn các bạn ạ. Đấy. Hai con này 2 lít. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip của mình. Đừng quên like và chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình để ra những cái clip hay hơn. Ok. Đây, hậu trường này các bạn ạ. Công viên là quán hiệu khu công nghiệp rất là vắng vẻ. Bây giờ là như kiểu mà cái nhà hoang cái đôi lớn. Thôi, bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Bây giờ là về.